Xin mình chào tất cả các bạn nhé, chào mừng các bạn đã đến với video của mình. Thì ở video này mình sẽ làm tặng riêng cho các bạn nữ. Đó là các video nói về các cái mẹo để làm đẹp da. Các bạn nữ cùng chú ý đón xem nhé, các bạn rất nhiều. Mình xin chia sẻ với các bạn 10 món ăn để làm đẹp da nên ăn mỗi ngày. Món ăn thứ nhất đó là ớt chuông đỏ. Một quả ớt chuông đỏ cung cấp đủ 100% lượng vitamin C cơ thể cần mỗi ngày. Ớt chuông đỏ cũng có lượng lớn chất xơ và vitamin B6. Ngoài ra nó còn chứa chất caroten giúp ngăn nếp nhăn và tăng tuần hoàn máu để da trông tươi trẻ. Chất này có tác dụng chống mụn, trứng cá. Ớt chuông là một món ăn vặt rất hoàn hảo, ít caroten mà lại đẹp da. Món ăn thứ hai đấy chính là sô cô la đen. Sô cô la đen giàu chất chống oxy hóa, axit béo và các chất giúp làm sáng da. Chất oxy hóa giúp da bớt thô ráp và bảo vệ da khỏi các tác hại từ mặt trời. Cacao còn giúp làm giãn động mạch, tăng lưu thông máu để da khỏe mạnh hơn. Bạn có thể ăn khoảng 28g sô cô la đen mỗi ngày. Nên chọn loại sô cô la có chứa 80% cacao để tránh đường, sữa và các chất phụ gia khác. Tiếp theo là cá hồi. Cá hồi cung cấp phần lớn lượng vitamin D cơ thể cần giữ cho tim mạch, xương, hệ tiêu hóa và não bộ khỏe mạnh. Nó còn góp phần ngăn ngừa ung thư ruột, lo lắng và trầm cảm, bệnh tim và xương. Cá hồi rất giàu axit béo omega 3 giúp chống viêm, ngăn nếp nhăn và mụn trứng cá. Omega 3 còn giữ ẩm cho da để da thêm mịn màng, da dầu được thêm ẩm và tóc càng chắc khỏe thêm. Tiếp theo là dầu dừa. Dầu dừa có chất béo bão hòa, nó chứa các tác nhân kháng khuẩn giúp tống khứ vi khuẩn, virus gây nhiễm trùng, nổi mụn. Dầu dừa cũng cung cấp vitamin E giữ cho da luôn mềm mại, căng mọng và tránh nếp nhăn. Bạn có thể dùng dầu dừa làm kem dưỡng ẩm cho cơ thể, ăn một miếng dầu dừa thô mỗi ngày. Dầu dừa rất tốt cho tuyến giáp và giúp giảm cân hiệu quả. Tiếp theo đó là trà xanh. Trà xanh là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa và các axit amin giúp thư giãn cơ thể và giảm căng thẳng. Khi trà nóng, lá trà tiết ra catechin, một chất chống oxy hóa có tác dụng chống ung thư và kháng viêm. Trà xanh còn giúp bạn giảm nguy cơ bị tăng huyết áp. Hãy uống 3 tách trà xanh mỗi ngày để đạt hiệu quả cao nhất. Tiếp theo là cải bó xôi. Cải bó xôi giàu chất sắt, folate, vitamin A, C, E, magie, chất xơ và có khả năng chống oxy hóa cực tốt. Các loại vitamin kể trên đều rất tốt cho da. Chất oxy hóa trong cải bó xôi giúp đánh bại mọi vấn đề về da. Ăn cải bó xôi tức là bạn đã làm sạch da từ trong ra ngoài. Tiếp theo là các loại hạt. Hạt bí và hạt hướng dương rất giàu selenium, vitamin E, magie và protein. Selenium và magie giúp ngăn chặn nếp nhăn, trong khi đó vitamin E có tác dụng dưỡng ẩm và magie làm giảm căng thẳng. Bạn có thể rắc các loại hạt trên salad, sữa chua, sinh tố để món ăn thêm ngon mà còn giúp da đẹp hơn mỗi ngày. Cần tây. Trong cần tây có chứa vitamin K giúp tăng cường lưu thông máu và giảm huyết áp. Cần tây còn giúp bạn đối phó với stress, vốn là nguyên nhân làm da xấu đi, gây nên chứng đau nửa đầu, thậm chí là ung thư. Cần tây còn giúp chứa nước và các chất natri, kali tự nhiên, ngăn ngừa tình trạng da khô, bong chóc do mất nước, thiếu ẩm. Tiếp theo là đu đủ. Đu đủ là một loại trái cây có rất nhiều lợi ích dinh dưỡng. Đu đủ với ít calo lại không chứa cholesterol. Vậy nên nếu bạn đang có ý định giảm cân, hãy xem xét việc chuyển dùng đu đủ hàng ngày. Đu đủ là người bạn thân cho phái đẹp. Nó có chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin C, E và beta caroten, có tác dụng kháng viêm và ngăn ngừa mụn. Vitamin C còn bảo vệ da khỏi tác hại từ các ánh nắng mặt trời. Tiếp theo là cà rốt. Cà rốt không chỉ tốt cho mắt mà còn tốt cho da.
cà rốt giàu vitamin A giúp làm sạch mụn, ngăn chặn sự phát triển của lớp da chết và giảm bã nhờn, đồng thời giảm nguy cơ ung thư da. Vậy nên hãy ăn cà rốt mỗi ngày để có làn da đẹp bạn nhé. Bạn không cần thêm tất cả 10 loại thực phẩm trên vào bữa ăn hàng ngày, chỉ cần vài món thôi cũng đủ để tạo nên cho bạn một làn da đẹp hiện đại mỗi ngày. Hãy nhớ tránh xa đường và thức ăn nhanh, đồ ăn cay nóng để khỏi tổn hại da nhé. Các bạn theo dõi video, chúc các bạn nữ luôn trẻ trung xinh đẹp. Và nhớ tặng mình một like, một đăng ký. Và nhớ nút chuông để nhận được những video về mẹo vặt mà mình sẽ chia sẻ tới đây nhé.